Chiến thần sở Bắc, tập 40. Tiểu Uyển đây à, đây là bạn cô hả? Người đàn ông cất giọng kiêu ngạo hỏi Tiểu Uyển, Tô Uyển. Tô Uyển gật đầu, cũng có thể coi là vậy à. Ông ta nghe thấy thế thì hờ hững nói, thế cô có để bụng khi tôi cho cậu ta một bài học hay không? Tô Uyển hơi biến sắc mặt. Giám đốc Vu, xin ông bớt giận, tôi thay mặt anh ta xin lỗi ông, chúng tôi sẽ đi ngay đây ạ. À. Xong, người đàn ông vẫn không chịu cho qua. Ông ta cười một tiếng rồi chỉ tay vào mặt Chu Bân. Cậu ta đã xúc phạm tôi. Nếu tôi bỏ qua như thế này thì hình như dễ dàng cho cậu ta quá thì phải. Tô Uyển nghiến răng rồi lườm Chu Bân. Chu Bân, không mau xin lỗi người ta đi, còn đứng đó làm gì? Nghe thấy thế, Chu Bân thất thần gật đầu rồi vội vàng nhìn sang người đàn ông. Sau đó run giọng nói, giám đốc Vu, tôi sai rồi. Tôi xin ông đừng so đo với tôi. Được, tôi không so đo với cậu. Dứt lời ông ta đi đến cạnh Chu Bân rồi quất cho hắn một cái. Được rồi, bây giờ tôi sẽ không tính toán với cậu nữa. Ông ta cười híp mắt nói ra. Chu Bân kêu lên một tiếng đau đớn. Vừa rồi người đàn ông kia xuống tay khá mạnh. Một lát sau, mặt anh ta đã sưng phù. Tô Uyển thấy thế thì nhanh mặt lại, nhưng sợ người đàn ông kia nên chỉ đành cắn môi cho qua. Đúng lúc này người đàn ông chợt nhìn sang Tô Uyển rồi nổi ý đồ xấu. Tiểu Uyển, nếu các cô cũng đến đây ăn rồi thì ngồi lại đây với tôi luôn đi. Nói rồi ông ta nhìn Tô Uyển từ đầu xuống chân một lượt với ánh mắt không thể dâm tà hơn. Tô Uyển đang định lên tiếng thì ông ta lại giành nói tiếp, nói trước. Nhưng chỉ cô và cô gái này được ở lại thôi. Những hạng ruồi muỗi không liên quan thì biến hết đi. Nghe thấy thế, Tô Uyển nghiến răng rồi lắc đầu đáp. Giám đốc Vu, nếu phòng này là ông đặt trước thì tôi và các bạn sẽ về với nhau luôn, không làm phiền ông dùng bữa nữa. Tô Uyển đã nhìn thấy rõ ánh mắt chứa đầy sự xúc phạm của ông ta. Hơn nữa, từ khi làm việc ở tập đoàn Bắc Giả, cô đã nghe những tin xấu về người đàn ông này rồi nên không đời nào đồng ý ở lại. Khi Tô Uyển vừa dứt lời thì người đàn ông kia lập tức xa sầm mặt. Tiểu Uyển, cô như thế là coi thường tôi hả? Ông ta lạnh giọng nói. Tiểu Uyển giật mình, dù người đàn ông này không phải cấp trên trực tiếp của cô, nhưng cũng có địa vị không nhỏ trong tập đoàn. Nếu ông ta cố tình gây khó dễ cho cô, thì chắc chắn cô sẽ gặp phải khó khăn trong công việc. Nghĩ tới đây, Tô Uyển hít sâu một hơi rồi lắc đầu. Giám đốc Vu, ông đừng hiểu lầm, chỉ là hôm nay tôi mời bạn đi ăn nên không thể để họ ra về một mình được, mong ông thông cảm cho. Được rồi, ông ta bắt đầu có vẻ mất kiên nhẫn, xua tay, sau đó nói thẳng luôn, hôm nay cô phải ngồi ăn với tôi. Nếu cô dám từ chối thì đừng hòng làm việc yên ổn trong tập đoàn. Nghe thấy thế, Tô Uyển lập tức tái mặt. Cô không thể ngờ là ông ta lại dám uy hiếp mình trắng trợn như vậy. Chu Bân ngồi bên cạnh thấy thế thì nhìn Tô Uyển rồi cắn răng. Tiểu Uyển, nếu giám đốc Vu đã có lời mời thì em đừng phụ lòng tốt của người ta. Chỉ là một bữa ăn thôi mà, có gì đâu to tát đâu. Tô Uyển nghe thấy thế thì tức muốn nổ phổi. Tất cả đều là tai họa do Chu Bân gây ra. Nếu không tại anh ta thì đâu có chuyện này. Chu Bân nói xong thì ngoảnh sang nhìn người đàn ông rồi mỉm cười nịnh bợ. Nhưng anh ta còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông kia đã quát ầm lên. Mày là cái thá gì mà dám to mồm trước mặt tao hả? Biến ngay. Chu Bân biến sắc mặt, không ngờ chiêu nịnh bợ lại thất bại. Thấy người đàn ông nổi giận, anh ta lập tức chuồn ngay. Nhưng khi anh ta định rời đi thì người đàn ông lại gọi lại, đứng lại. Nghe thấy thế, Chu Bân tái mặt rồi nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Giám đốc Vu, ông gọi tôi có việc gì thế? Chu Bân đang rất sợ hãi. Người ta là giám đốc của tập đoàn Bắc Giả nên anh ta không thể đắc tội được. Nhưng người đàn ông chỉ cười lạnh một tiếng rồi trầm giọng hỏi. Mày vừa đắc tội với tao, nếu bỏ đi dễ dàng như thế thì hơi cho mày quá. Nghe thấy thế, Chu Bân chỉ muốn bật khóc. Nếu anh ta mà biết thân phận của người đàn ông này từ trước thì sẽ không bao giờ dám ra vẻ trước mặt ông ta. Bây giờ dù đối phương với sự chèn ép này, nhưng Chu Bân không hề có một ý định phản kháng nào. Tôi sai rồi, xin ông tha cho tôi lần này. Thấy người đàn ông vẫn không cho mình đi, Chu Bân đành nghiến răng lắp bắp cầu xin. Nhưng ông ta lại nở một nụ cười khinh miệt. Mày xin lỗi mà có thái độ như thế sao? Chẳng có chút thành ý nào cả. Nếu tao mà tha cho mày ngay thì lại thành ra dễ dãi sao? Nghe thấy thế, mặt Chu Bân lập tức tái bét. Anh ta mím chặt môi. Thế tôi phải làm sao ạ? Người đàn ông trung niên cười lạnh. Quỳ xuống, dập đầu xin lỗi. Quỳ.
Chu Bân run sợ khi nghe thấy yêu cầu của ông ta. Anh ta không ngờ người đàn ông này lại đưa ra yêu cầu quá quách như vậy. Nhất thời, anh ta cảm thấy hơi do dự. Dẫu sao anh ta cũng là cậu chủ của nhà họ Chu, sao có thể quỳ trước mặt người khác được chứ? Nhưng câu nói ngay sau đó của người đàn ông đã khiến Chu Bân sợ đến mức quỳ xuống ngay. Nếu trong vòng 10 giây mà mày không làm theo yêu cầu của tao, thì nhà mày cứ chờ bay màu ở Tân Hải đi. Chu Bân biến sắc mặt rồi lập tức quỳ ngay xuống. Anh ta biết với thân phận của người đàn ông này thì ông ta thừa sức làm được điều đó. Bắc Giả là tập đoàn mạnh nhất ở Tân Hải hiện giờ. Hơn nữa tập đoàn này không chỉ mạnh ở đây mà còn khắp cả nước. Thực lực của họ có số có má ở đất nước này. Dù cả gia đình Chu Bân có thành lập một công ty, nhưng so với tập đoàn trên thì chẳng khác gì trẻ con so với người lớn. Còn 3 giây nữa. Nghe thấy như thế, Chu Bân không chút do dự mà quỳ xuống ngay. Tôi sai rồi, xin ông tha cho tôi. Chu Bân vừa nói vừa dập đầu. Tô Uyển và Lạc Tuyết thấy thế thì chỉ nhìn Chu Bân với vẻ coi thường. Ban nãy Chu Bân còn tỏ thái độ coi trời bằng vung, nhưng bây giờ lại quỳ xuống nói xin lỗi một cách hèn hạ. Loại người như anh ta khiến các cô thấy mắc ói, thậm chí còn không muốn nhìn thấy bản mặt của anh ta nữa. Đúng lúc này người đàn ông chợt đi về phía Chu Bân rồi như nhìn từ trên cao xuống. Biết lỗi của mình chưa? Chu Bân gật đầu như gà bổ thóc, không còn màng đến sĩ diện nữa mà nói: tôi biết lỗi rồi, sau này tôi không bao giờ dám tái phạm nữa. Người đàn ông bật cười ha hả rồi nhấc chân đạp Chu Bân đang sợ hãi ngã sấp mặt. Biến ngay đi, đừng quấy rầy tao với Tô Uyển, cả cô em xinh tươi kia dùng bữa. Lần này đến lượt Tô Uyển và Lạc Tuyết nhăn mặt lại, nhưng vì nể thân phận của ông ta nên cho dù có thấy bất mãn đến mấy, Tô Uyển cũng cố nhịn không dám tỏ thái độ. Xong Lạc Tuyết thì không, cô lạnh lùng nhìn người đàn ông đó rồi nói: chúng tôi không đồng ý ngồi ăn với ông. Ha, thế à? Người đàn ông điếc nhìn Lạc Tuyết từ đầu xuống chân rồi lần lượt khinh khỉnh nói: cô em không có quyền quyết định đâu, ăn đây thích là được, hiểu chưa? Lạc Tuyết sa sầm mặt mày tức giận nói: ông dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu sao? Người đàn ông bật cười đắc ý: dựa vào anh đây là giám đốc của tập đoàn Bắc Giả. Cô em đã nghe đến tên của tập đoàn bọn anh bao giờ chưa? Chỉ cần bọn anh dậm chân một cái là cả Tân Hải này đều phải run sợ ngay. Lạc Tuyết sa sầm mặt không nói gì nữa. Đương nhiên cô biết tập đoàn Bắc Giả, cô còn biết điều ông ta nói là sự thật. Nhưng trong cái vẻ huynh hoang của ông ta, cô cảm thấy cực kỳ bực mình. Giám đốc của tập đoàn Bắc Giả thì oai lắm sao? Đúng lúc này Sở Bắc im lặng suốt từ nãy đến giờ chợt lên tiếng. Sau khi nghe thấy anh nói như vậy, người đàn ông không còn vẻ đắc ý nữa mà sa sầm mặt nhìn về phía anh. Mày là thằng nào? Ai cho mày lên tiếng ở đây hả? Ông ta nổi giận đùng đùng quát lớn. Sở Bắc cười lạnh đáp: ông anh nói mất lịch sự với vợ tôi mà tôi không có quyền lên tiếng sao? Người đàn ông ngẩn ra rồi nhìn Lạc Tuyết với vẻ sáng tỏ. Thì ra thằng mù này là chồng của bạn Tô Uyển. Nghĩ đến đây, ông ta chợt thấy ghen tị. Đúng là ông trời không có mắt, tại sao lại để một thằng mù dở này cưới được cô em xinh tươi như thế kia chứ? Nhưng ngay sau đó ông ta lại nổi giận. Ông ta nhìn chằm chằm vào Sở Bắc rồi cười lạnh với vẻ coi thường. Thằng mù này mà cũng dám ngông cuồng phết nhỉ? Ai cho mày dũng khí thế? Ngay sau đó, một luồng khí thế mạnh mẽ từ người Sở Bắc đã tuôn ra ập về phía người đàn ông. Mặt ông ta lập tức tái nhợt, thở cũng không ra hơi. Sở Bắc cho ông ta một cảm giác anh như là một ác ma đến từ địa ngục, khiến ông ta run cầm cập. Thậm chí có một giây phút nào đó, ông ta đã bị nỗi sợ hãi bủa vây. Quá đáng sợ. Đây là suy nghĩ đầu tiên của ông ta về Sở Bắc. Thấy anh đứng dậy rồi bước từng bước về phía mình, người đàn ông lập tức có vẻ sợ hãi. Mày muốn làm gì? Ông ta lo sợ rồi nhìn Sở Bắc liên tục lùi lại. Đến khi lưng đập vào tường không còn đường lùi nữa thì ông ta ngồi bệt luôn xuống dưới đất. Sở Bắc đi tới bên cạnh ông ta rồi cất giọng hờ hững. Bây giờ ông thấy tôi đã có tư cách để lên tiếng chưa? Tôi. Người đàn ông run rẩy sợ hãi lắp bắp nhìn Sở Bắc mà không nói lên lời. Ông ta đang vô cùng kinh hãi. Không biến mau đi, còn chờ gì nữa? Bị luồng khí thế của Sở Bắc dọa cho sợ hết hồn, giờ lại nghe thấy anh nói như vậy, người đàn ông lồm cồm bỏ dậy. Tôi đi ngay. Dứt lời, ông ta mặc kệ ánh nhìn kỳ quái của mọi người rồi chạy mất dép. Thấy thế, cả Lạc Tuyết và Tô Uyển, thậm chí cả cô phục vụ và Chu Bân đều nghịch mặt ra nhìn Sở Bắc với vẻ kinh ngạc. Sở Bắc, chuyện này là sao?
Lạc Tuyết cất giọng hỏi với vẻ khó hiểu. Sở Bắc lắc đầu nói, chắc ông ta bị khí thế toát ra từ người anh dọa sợ nên mới chuồn mất đấy. Nghe thấy thế, Lạc Tuyết chỉ biết cau mày. Rõ ràng Lạc Tuyết không hề tin lời Sở Bắc nói. Người đàn ông đó là giám đốc của tập đoàn Bắc Giả, sao ông ta có thể dễ dàng bị dọa sợ như vậy được chứ? Tô Uyển ở bên cạnh cũng đầy vẻ hiếu kỳ nhìn Sở Bắc. Người đàn ông đó là giám đốc của tập đoàn Bắc Giả, sao ông ta có thể dễ dàng bị dọa sợ như vậy được? Tô Uyển ở bên cạnh cũng đầy vẻ hiếu kỳ nhìn Sở Bắc. Nếu chỉ có một lần thì còn nói là trùng hợp, nhưng thêm lần này nữa thì có đánh chết cô ấy cũng không tin. Nhất thời cô ấy thấy rất tò mò về thân phận của Sở Bắc. Xem ra anh Sở còn nhiều bí mật lắm đây, Tô Uyển cảm thán nói. Sở Bắc chỉ mỉm cười chứ không có ý định giải thích. Chu Bân lồm cồm bò dậy rồi nhìn Sở Bắc với vẻ thẹn quá hóa giận. Sao anh không ra mặt ngay từ đầu đi hả? Làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người. Sở Bắc cười khẩy. Anh chẳng nói dù có chuyện gì thì anh cũng giải quyết được hết say sao? Bây giờ lại quay sang trách tôi chứ? Anh... Chu Bân nổi cơn tam bành. Anh ta tái mặt chỉ tay vào Sở Bắc nhưng mãi không thốt lên được tiếng nào. Tô Uyển thấy thế thì cau mày. Đúng rồi, Chu Bân, anh Sở đã giúp anh hai lần rồi đấy. Anh nên cảm ơn người ta, chứ đừng xử sự như thế. Cứu hai lần. Chu Bân chột dạ, rồi có vẻ lúng túng. Thế nào là cứu hai lần? Tiểu Uyển, em nói thế là ý gì? Tô Uyển cau mày nói, anh muốn tôi phải nói hẳn ra. Nếu anh vẫn còn giả ngu, thì để tôi gõ cho anh tỉnh nha. Rồi nơi đây, Tô Uyển lừ mắt nhìn anh ta với vẻ khinh bỉ, rồi thờ ơ nói. Trước đó, khi anh ra ngoài gây chuyện, nhân viên phục vụ đã vào thông báo cho chúng tôi là anh đang bị một người tên là Lưu Phong ép quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Có chuyện này không? Tô Uyển không hề muốn vạch mặt Chu Bân, nhưng hành động vừa rồi của anh khiến cô ấy không thể nhịn được nữa. Sở Bắc đã hai lần liên tiếp cứu Chu Bân. Anh ta chẳng những không cảm ơn, mà còn định lấy oán báo ân. Đúng là cái loại không biết điều, đáng ghét. Ngay thế thế, mặt Chu Bân lập tức đỏ bừng. Sự ngượng ngùng hiện rõ trên mặt anh ta. Một lát sau anh ta chợt gào ầm lên rồi căm phẫn nhìn Sở Bắc. Tất cả là tại mày, không vì mày thì tao đâu có nhục nhã như thế. Tô Uyển lập tức câm nín. Chu Bân, tự anh gây ra chuyện chứ liên quan gì đến anh Sở. Chu Bân càng điên tiết hơn, hắn ta trợn mắt lườm Sở Bắc. Mày cứ chờ đấy, chuyện hôm nay chưa xong đâu. Dứt lời anh ta đứng dậy bỏ đi luôn. Lúc ra đến cửa, anh ta dùng sức đạp thật mạnh vào cánh cửa kêu ầm một tiếng. Chu Bân này đúng là hiếm có khó tìm. Thấy cuối cùng Chu Bân đã bỏ đi, Tô Uyển thở vào một hơi. Sau đó cô nhìn Sở Bắc và Lạc Tuyết rồi tỏ vẻ áy náy. Tiểu Tuyết, anh Sở thật lòng xin lỗi hai người, bảo mời hai vợ chồng đi ăn mà kết quả lại thành ra như thế này. Nghe thấy thế, Lạc Tuyết vội vàng lắc đầu rồi bước tới kéo lấy cánh tay Tô Uyển. Tiểu Uyển, cậu đừng nói thế, bọn mình mà còn cần khách sáo thế sao? Tô Uyển thở dài thường thượt, nhưng cô vừa định nói tiếp thì Lạc Tuyết đã giành nói trước. Được rồi, không nhưng nhiếc gì nữa. Sau này cậu đừng nói như thế nữa, không là tớ giận thật đấy. Tô Uyển gật đầu rồi nhìn đồ ăn trên bàn. Vậy chúng ta ăn thôi. Lạc Tuyết gật đầu rồi ngồi xuống với Sở Bắc. Ba người bắt đầu vui vẻ dùng bữa. Trong lúc ăn, nhớ tới bí mật của Sở Bắc, Tô Uyển ra sức thăm dò. Xong, mỗi khi cô gợi chuyện thì đều bị Sở Bắc lảng sang chuyện khác. Liên tục mấy lần như vậy, Tô Uyển quyết định bỏ cuộc nhưng vẫn chưa hết tò mò về người đàn ông này. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, ba người mới ăn xong. Vì chuyện trước đó nên họ cũng không còn nhiều hứng thú ăn uống nữa. Tô Uyển chào Sở Bắc và Lạc Tuyết xong thì ra về một mình. Mình cũng về thôi. Thấy Tô Uyển về rồi, Lạc Tuyết nhìn sang Sở Bắc. Anh đang định gật đầu thì điện thoại chợt đổ chuông. Anh ngập ngừng nghe máy. Trong điện thoại vang lên một hồi một giọng nói quen thuộc. Sở Bắc, tôi đang chờ anh ở khách sạn Ngọa Long, nội trong vòng 10 phút anh phải đến, không thì tự chịu hậu quả. Chủ nhân của giọng nói đó chính là Dương Ân, em họ của Lạc Tuyết. Cậu ta nói chuyện với chất giọng như ra lệnh, còn thái độ thì cực kỳ phách lối. Tôi không rảnh. Nghe thấy thế, Sở Bắc thờ ơ đáp rồi tắt máy luôn. Sở Bắc, ai gọi đến thế? Thế Sở Bắc ngắt lời. Ngắt máy, Lạc Tuyết tò mò hỏi. Sở Bắc bình thản đáp, Dương Ân. Dương Ân? Lạc Tuyết biến sắc mặt rồi lo lắng hỏi, cậu ấy tìm anh làm gì? Sở Bắc lắc đầu, anh cũng không biết. Cậu ta chỉ bảo anh phải đến khách sạn Ngọa Long trong vòng 10 phút nữa. Khách sạn Ngọa Long? Lạc Tuyết ngẩn ra rồi nói, đó không phải là nơi mà mình từng đến ăn sao?
cậu ấy có bảo anh đến làm gì không? Lạc Tuyết nhớ rõ như vậy vì hôm đó, hai mẹ con Dương Ân đã hành cả nhà cô một trận. Nhưng sau đó, họ chẳng cảm kích lòng tốt của nhà cô chút nào. Sở Bác lắc đầu, vừa định lên tiếng thì điện thoại lại đổ chuông. Sở Bác bực bội nghe máy, giọng nói phách lối của Dương Ân lại vang lên. Sở Bác, mẹ kiếp, anh giỏi quá nhỉ, dám cúp máy trước tôi sao? Tôi nói cho anh biết, nếu anh đến muộn dù chỉ một phút thôi thì biết tay tôi đấy, kệ cậu. Sở Bác chán nản, với thân phận của anh thì sự uy hiếp của Dương Ân không có một chút giá trị nào. Lúc anh đang định ngắt máy thì Lạc Tuyết chợt lên tiếng. Sở Bác, hay anh đến đó xem sao đi, em sợ Dương Ân lại gây ra chuyện gì đó. Đương nhiên, Sở Bác không thể từ chối yêu cầu của Lạc Tuyết. Anh gật đầu rồi nói, vậy anh đến đó xem sao vậy. Nói đến đây, anh nhắc nhở Lạc Tuyết, em về trước đi, anh bắt xe thôi. Lạc Tuyết gật đầu, sau đó lái chiếc Bentley mới mua về nhà. Trong phòng VIP của khách sạn Ngọa Long, Dương Ân đang ngồi ăn uống no say với 5-6 người bạn. Trên bàn bày không biết bao nhiêu món ngon, hơn nữa, còn đều là những món đắt nhất trong thực đơn. Lúc này một người thanh niên nhuộm tóc vàng lễ phép nhìn Dương Ân rồi nói, anh Dương, nghe nói anh mới mua xe à? Dương Ân vừa nghe vậy lập tức cảm thấy không vui. Chẳng phải anh nói thế là thừa thãi rồi sao? Ông đây cần thiết phải gạt anh chuyện này sao? Nghe Dương Ân nói thế, thanh niên tóc vàng cười khẩy, ngượng ngùng gãi đầu. Anh Dương, anh đừng giận, tôi cũng chỉ hỏi bừa thôi. Đúng là chuyện anh mua xe khiến tôi thấy ngạc nhiên. Nghe thanh niên tóc vàng nói như thế, Dương Ân đắc ý cười. Đây có là gì chứ? Nói thật cho cậu biết, xe ông đây mua không rẻ đâu. Chỉ cần các cậu lăn lộn với tôi sẽ đảm bảo cho các cậu ăn no mặc đủ. Mọi người lại đồng loạt nịnh nọt Dương Ân khi nghe cậu ta nói như thế. Anh Dương, các anh em biết anh là người nghĩa khí nhất, các anh em cảm thấy yên tâm. Đúng thế, tôi lăn lộn trong xã hội nhiều năm rồi, nhưng chưa từng gặp người nào đối xử rộng lượng với các anh em như anh Dương. Đúng vậy, nhìn cả bàn thức ăn này xem, nói ít nhất cũng phải mấy mươi ngàn. Trước khi quen biết anh Dương, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình có cơ hội ăn cơm ở một nơi cao cấp như thế này. Nghe mọi người nịnh bợ mình như thế, ánh mắt Dương Ân hiện lên vẻ đắc ý. Cậu ta nhìn thức ăn trên bàn, đắc ý nói, các cậu đừng thấy cả bàn đồ ăn này đắt mà lầm, tôi ăn cơm ở đây không tốn một đồng nào. Không tốn tiền? Mọi người đều tỏ vẻ ngờ ngờ vực khi nghe Dương Ân nói thế. Một thanh niên tóc xanh nhìn Dương Ân ngờ vực hỏi, anh Dương, anh nói thật sao? Có người đến trả tiền cho cũng khó tin quá nhỉ? Thanh niên cao gầy cũng không dám tin. Đúng thế, cả bàn thức ăn này không rẻ chút nào, e là không mấy ai có thể trả nổi đâu. Nghe hai người này nói, thanh niên tóc vàng lúc đầu nói chuyện cảm thấy không vui. Bọn mày biết cái gì chứ? Người giỏi giang danh Dương thường sẽ không để lộ thân phận thật. Nếu anh ấy đã nói thế thì chắc chắn có người đến tính tiền, chúng ta cứ đợi xem là được. Nghe thế mọi người đều gật đầu, Dương Ân càng thêm đắc ý. Cậu ta nhìn mọi người ung dung nói, các cậu cứ đợi mà xem, người tính tiền sắp đến rồi. Mọi người cũng lộ ra vẻ mong đợi khi nghe Dương Ân nói thế. Nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người, Dương Ân càng tỏ ra kiêu ngạo. Ánh mắt cậu ta nhìn mọi người hiện rõ sự khinh thường. Lúc này cậu ta đã quên mất thân phận của mình, đã xem mình thành một nhân vật chính giỏi giang vô cùng. Mà đám người trước mặt này chỉ có thể là tùy tùng đi theo tiếng vỗ tay cho cậu ta. Đúng lúc này cánh cửa phòng VIP mở ra, một người đi vào. Người này chính là Sở Bắc đã đồng ý với Lạc Tuyết đến đây tìm Dương Ân. Này, anh là ai? Có phải đi nhầm chỗ rồi không? Mọi người nhìn Sở Bắc đi vào, ánh mắt đều hiện lên vẻ ngờ vực khó hiểu. Họ không hề quen với người đàn ông bỗng nhiên bước vào này. Mặc dù không nhìn thấy nhưng Sở Bắc có thể cảm nhận được khói mù mịt, trên bàn còn có rất nhiều đồ ăn thừa. Thậm chí có không ít thức ăn vẫn chưa động vào. Nhưng lúc này những thức ăn này đều dính khói thuốc và rượu bia, không thể nào ăn được nữa. Dương Ân thấy Sở Bắc bước vào, mắt lóe sáng, nhanh chóng vẫy tay. Để anh ta vào đi, anh ta là người tính tiền tôi gọi đến đấy. Dương Ân vừa nói vừa nhìn Sở Bắc với ánh mắt khinh thường. Sở Bắc, anh đến đúng lúc lắm. Đến quầy lễ tân, tính tiền đi. Thanh toán xong, anh có thể đi rồi. Dương Ân nói với Sở Bắc bằng giọng điệu ra lệnh. Dường như Sở Bắc làm những việc này là điều đương nhiên vậy. Đám bạn xấu ở một bên nghe Dương Ân nói thế cũng cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ cậu ta. Anh Dương, đúng quả là anh Dương, ngay cả nói chuyện cũng ngạo mạn như thế. Dương Ân bày ra vẻ mặt đắc ý đợi Sở Bắc đi thanh toán, nhưng cậu ta đợi hồi lâu mới nhận ra Sở Bắc chỉ đứng ở đó không hề động đậy. Thấy thế, sắc mặt cậu ta lập tức trở nên u ám. Sở Bắc, mẹ kiếp, còn đứng ngay ra đó làm gì, không mau đi thanh toán đi. Thế nhưng đúng lúc này một cảnh tượng khiến cậu ta không ngờ đến xảy ra.
Chỉ thấy Sở Bắc nghe cậu ta nói xong thì khoanh tay lại, khóe môi cong lên, nụ cười đầy ẩn ý. Tại sao tôi phải làm thế? Sở Bắc lạnh nhạt cười hỏi. Dương Anh sửng sốt, cái tên mù vô dụng này từ bao giờ mà dám cãi lại cậu ta thế? Sau một chốc sững sờ, cậu ta xa sầm mặt. Mẹ nó, Sở Bắc, đừng có mời rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Tôi khuyên anh tốt nhất nên làm theo những gì tôi nói, nếu không ông đây sẽ cho anh đẹp mặt đó. Nghe Dương Anh nói thế, Sở Bắc khẽ cười. Tôi lại muốn nghe xem mấy người khiến tôi đẹp mặt như thế nào. Dương Anh cười mỉa nói, nếu anh không làm thế, tôi sẽ nói với dì và Dượng để họ đuổi cái tên vô dụng bám váy vợ là anh ra ngoài. Cậu ta nghĩ Sở Bắc là một kẻ mù, nếu bị đuổi ra khỏi nhà chắc chắn sẽ rất khó để sinh tồn. Đến lúc đó chắc chắn Sở Bắc sẽ khóc lóc cầu xin cậu ta. Nhưng cậu ta không ngờ Sở Bắc căn bản không cần người khác bảo vệ. Sở Bắc không chút do dự nào xoay người định đi, trong ánh mắt chần chừ và sửng sốt của cậu ta. Thế sắc mặt Dương Anh càng trở nên khó coi. Cùng lúc đó đám bạn xấu phía sau cậu ta bắt đầu xúi giục. Anh Dương, anh không nhầm chứ? Tên này trông cũng oách đấy, anh ta cũng không có ý định thanh toán tiền đâu. Đúng đó anh Dương, anh không nhận lầm người đó chứ? Anh Dương, tôi nói này, cả bàn thức ăn này không có mấy ai có thể mời nổi, chắc anh ta không có tiền nên mới như thế. Nghe đám bạn xấu nói như vậy, sắc mặt Dương Anh lúc xanh lúc trắng. Sở Bắc không chịu phối hợp khiến cậu ta cảm thấy rất mất mặt. Đứng lại! Thấy Sở Bắc sắp ra khỏi phòng VIP, sắc mặt Dương Anh thay đổi, hét lên, vội vàng chạy tới trước mặt chặn trước cửa phòng VIP. Sở Bắc nhíu mày, trầm giọng nói, tránh ra. Dương Anh cười mỉa chỉ vào thức ăn trên bàn. Anh phải trả tiền đống đồ ăn này thì ông đây mới cho anh đi, nếu không hôm nay anh đừng hòng bước qua khỏi cánh cửa này. Lúc nãy cậu ta muốn khoe khoang nên mới dẫn họ đến đây ăn cơm trước mặt đám bạn xấu của mình. Hơn nữa vì thế diện mà lúc gọi món cậu ta đã toàn gọi những món khá đắt, nhưng thực ra cậu ta không có tiền. Cả bàn đồ ăn này nếu Sở Bắc không thanh toán, cậu ta sẽ không có tiền để trả. Sở Bắc lắc đầu bình thản nói, cậu anh tại sao lại bảo tôi thanh toán cho cậu chứ? Nghe Sở Bắc nói thế, khóe miệng Dương Anh khẽ dịch. Sở dĩ cậu ta dám gọi mấy món đắt tiền thế là vì cậu ta đã tính toán rất chuẩn là Sở Bắc sẽ thanh toán cho cậu ta. Nhưng cậu ta không ngờ cái tên vô dụng Sở Bắc này lại thờ ơ với lời đe dọa của mình. Cậu ta lập tức nhận ra mình chơi hơi lớn rồi. Nghĩ đến hậu quả mà cậu ta phải gánh chịu khi không thanh toán nổi thì cậu ta chợt cảm thấy hoảng sợ. Đồng thời cậu ta cũng càng kiên quyết hơn muốn Sở Bắc thanh toán cho mình. Nghĩ đến đây, Dương Anh nghiến răng, sắc mặt u ám nói, hóa đơn hôm nay anh nhất định phải thanh toán, không thanh toán cũng phải thanh toán, anh không có lựa chọn nào khác. Nói rồi cậu ta nháy mắt ra hiệu cho đám bạn xấu của mình. Mấy tên đó hiểu ý ngay, nhanh chóng bước đến bao vây Sở Bắc. Này, biết tức thời thì nghe lời anh Dương đi, nếu không các anh em bọn tao sẽ không ngại để cho mày chịu khổ một chút đâu. Đúng thế, anh Dương bảo mày thanh toán là xem trọng mày đó, mẹ kiếp, đừng có mà kiêu ngạo, không thanh toán thì hôm nay ông đây chém chết mày. Sở Bắc cười nhạt lạnh lùng nói, các người ai ăn người nấy trả, chuyện ở đây không liên quan đến tôi. Nói rồi anh bước ra đám người này đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc này thanh niên tóc vàng lúc đầu nói chuyện bỗng dưng hung hăng chặn trước mặt anh. Này, không thanh toán mà định đi đâu, có hỏi ông đây đã đồng ý hay chưa? Bốp. Thế nhưng cậu ta không ngờ khi cậu ta vừa dứt lời, Sở Bắc không do dự đấm vào mặt cậu ta một cú. A! Thanh niên tóc vàng gào lên thảm thiết, cơ thể ngã nhào xuống đất, đụng vào mấy trái bia dưới đất. Thế mọi người đổi sắc mặt, sợ hãi nhìn Sở Bắc. Họ không ngờ Sở Bắc lại hung dữ như thế, không nói gì thì đã ra tay đánh người, đúng là bạo lực. Thấy thanh niên tóc vàng bị Sở Bắc đánh ngã nhào xuống đất, Dương Anh run rẩy. Nhưng sau đó cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Sở Bắc với ánh mắt đầy hận thù. Các cậu còn ngây ra đó làm gì, đánh hắn cho ông. Dương Anh kiêu căng nói với đám người kia. Nghe thế mọi người đều lộ ra vẻ tàn nhẫn rồi bước đến trước. Nhưng đúng lúc này, một câu nói của Sở Bắc lại khiến chúng đứng nguyên tại chỗ, không dám động đậy như vừa bị điểm huyệt. Không muốn chết thì tốt nhất các người đừng làm thế, nếu không hậu quả tự gánh lấy. Nói rồi khí thế hung bạo lập tức toát ra từ trên người Sở Bắc. Lúc này Sở Bắc trông rất giống sát thần từ địa ngục, khiến người khác không dám nhìn thẳng vào anh. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ Sở Bắc, sắc mặt họ trở nên trắng bệch, vẻ thù địch trong lòng đã tiêu tán. Chúng ta đi thôi. Dương Anh sợ hãi nhìn Sở Bắc, sau đó hét lên với đám bạn xấu cậu ta, rồi định rời đi. Ầm! Đúng lúc này cửa phòng VIP bỗng bị ai đó đạp mở ra. Một người đàn ông trung niên bụng bự
mặt mày hung dữ bước vào. Các vị muốn đi đâu? Người đàn ông trung niên hung ác nhìn mấy người Dương Anh hỏi ra. Thấy người đàn ông trung niên, Dương Anh run rẩy. Cậu ta biết người này, đây là ông chủ khách sạn Ngô Lương. Thấy Ngô Lương, Dương Anh hít sâu một hơi. Dù rất sợ hãi, nhưng người giữ thế diện như cậu ta thì mặt bên ngoài vẫn tỏ ra mình bình thản. Chúng tôi ăn xong rồi, đang định đi. Anh Ngô có chuyện gì sao? Nghe Dương Anh nói như thế, Ngô Lương cười khẩy. Các vị cứ thế mà đi e là không ổn lắm cho nhỉ? Ngô Lương cười ẩn ý nói ra. Dương Anh run lên, ánh mắt lóe lên tia hoảng hốt. Chúng tôi ăn xong rồi, không thể cứ ở nơi đây chờ được chứ. Bây giờ rời đi khỏi, có cái gì không ổn chứ? Ngô Lương cười mỉa, lạnh lùng nói. Muốn ra khỏi đây vẫn được, thanh toán trước đã. Trong lòng Dương Anh vang lên tiếng bộp bộp khi nghe Dương Anh nói. Chuyện cậu ta sợ nhất vẫn xảy ra. Bảo cậu ta thanh toán xong. Cậu ta không có bao nhiêu tiền, lấy cái gì mà thanh toán chứ? Nghĩ đến đây, Dương Anh không giả vờ được nữa, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nịnh bợ nhìn Ngô Lương. Ờ thì anh Ngô, anh xem. Thế nhưng cậu ta còn chưa nói hết câu, Ngô Lương đã ngắt lời cậu ta. Bớt tỏ vẻ thân thiết với ông đây đi. Tôi đã gặp nhiều người như cậu lắm rồi. Tôi nói cho cậu biết, các cậu khiến phòng VIP của khách sạn khói bụi mù mịt như thế này thì phải bồi thường, cộng thêm bữa ăn của các cậu, tổng cộng là 180.000, không được thiếu một xu. Câu nói của Ngô Lương như một quả bom hạng nặng nổ tung trong đầu Dương Anh. Dương Anh và đám bạn xấu phía sau cậu ta nghe đến phải bồi thường 180.000, sắc mặt đều tái nhợt,